Chào các bạn, có một thực tế và sự thực hiện nay như tôi có nói ở một cái clip trước thì ở Việt Nam cũng như bên Trung Quốc thì người ta chỉ có con cóc ba chân. Theo như một số tài liệu tôi tìm kiếm ở trên trống đồng của Việt Nam thì có cóc bốn chân, tuy nhiên là chưa có cái hình mẫu nó thực sự to tát. Và con cóc ba chân này thì nó là truyền thuyết con bốn chân, nó thành tinh nhưng mà sau đấy nó đánh nhau thì nó bị rụng mất một chân, các bạn, bị què gãy mất, nói chung là mất một chân. Và con cóc ba chân là con cóc thành tinh để chiêu tài lộc. Và chính vì thế mà một số thầy phong thủy Việt Nam người ta không hiểu, người ta còn dựng nên những cái câu chuyện khác và để tranh cãi rằng con cóc ba chân là có nguồn gốc của Việt Nam. Thì bây giờ tôi không đi vào tranh luận nguồn gốc vì tôi biết là có tài liệu là con cóc Việt Nam bốn chân. Tôi đi tìm mẫu thì cũng chỉ có con cóc ba chân này thôi. Thì thực sự tôi nhìn con ba chân thì nó vẫn hơi dị dạng vì nguyên tắc cái chân, các bạn ấy, đuôi này thì không có, cái đuôi nó biến thành cái chân. Nên là đầu tiên là tôi sẽ đo thử năng lượng con này đã, rồi sau đấy tôi sẽ tạo hình ra hai con giống hệt nhau. Nhưng một con ba chân, một con bốn chân, xem là con nào năng lượng mạnh hơn cùng một nguyên liệu. Đây là cái đống keo tôi chuẩn bị đổ khuôn để tôi nhấc cái chân ra. Đầu tiên tôi định làm hai cái chân này gắn vào đằng sau, nhưng cái chân đuôi này các bạn thấy nó rất là giả, không ai là có chuyện con cóc mà lại mọc chân ở đuôi cả, nên là chúng ta phải nhìn con cóc thực tế. Và tôi sẽ tạo hình hai cái chân giống hai cái chân trước này, tôi gắn vào đằng sau. Đấy là tôi nói dự định cho các bạn thấy tôi làm như thế nào. Còn bây giờ trước khi làm tôi đo nguyên mẫu đã. Đây là nguyên mẫu tôi mua loại bằng nhựa composite mà tất nhiên là về Việt Nam thì có thể có nơi vẫn gọi là ngọc. Cái nhựa composite này rất may là nó không bị âm, nó lên được một tí khoảng 5 độ thôi, nhưng vẫn rất may là nó không bị âm. Ok, con này nó không âm là may rồi. Bây giờ tôi sẽ ngồi tôi làm khuôn để tôi lấy cái chân này các bạn. Tôi phải đổ khuôn để lấy ra được cái chân này, nó sẽ rất là phức tạp, không đơn giản. Mình phải nghĩ cách thế nào để chỉ lấy mỗi cái chân thôi các bạn. Truyền thuyết thì về cơ bản là rất tốt, nhưng tôi nói rồi, người Trung Hoa người ta rất giỏi hư cấu, nên chúng ta không nên để truyền thuyết dắt mũi. Người ta tạo ra một con vật ba chân và gọi là cóc thành tinh thì mọi người tranh nhau đi chứng minh rằng nó là gốc Việt. Chứng minh làm cái gì? Trống đồng nó có con bốn chân, bây giờ tôi ngồi tôi chỉ cần làm ra khuôn mẫu con ba chân và con bốn chân và tôi ngồi đo. Nếu con ba chân mạnh hơn tôi công nhận ok, con trong truyền thuyết đúng. Nếu con bốn chân mạnh hơn thì tôi khẳng định là con ba chân là con quái thai, đúng không? Bây giờ chúng ta xem thực tế. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi nói những câu chuyện cái con tỷ hưu các, rồi rất nhiều thầy phong thủy ở Việt Nam cũng thêu dệt, cũng bắt chiếc vào là ôi con tỷ hưu nó không có hậu môn đâu thì làm sao nó phát triển được. Đấy là cái truyền thuyết mà bạn, truyền thuyết không ai đi khắc cái lỗ đít cái hậu môn cho con tỷ hưu cả. Con sư tử không ai đi khắc hậu môn cho con sư tử cả, đúng không? Tức là người ta tạo ra cái truyền thuyết như thế nào là các bạn phải chạy theo cái truyền thuyết đấy làm cái gì. Chúng ta không được để cho cái truyền thuyết của người Trung Hoa dắt mũi, không nên để truyền thuyết dắt mũi. Bây giờ kể cả tượng làm không, chả nói tượng con sư tử có ai đi khoét đít khoét hậu môn cho con sư tử đâu. Thế nên là chúng ta đi tranh luận những cái chuyện nó chả đâu vào đâu để làm cái gì. Không ai đi khoét hậu môn cho một cái con vật tạo hình này. Con sư tử nó người ta cũng có khoét đít khoét hậu môn cho nó đâu.
kể cả nói bậy và thô thiển hơn, người ta làm tượng ông Quan Công, người ta cũng có quét hậu môn cho ông Quan Công đâu. Nên là các bạn đừng để cái câu chuyện truyền thuyết nó dẫn dắt mình. Tôi sẽ đổ khuôn cái chân và tôi sẽ chỉ tin vào cái thực nghiệm thôi. Nếu thực nghiệm cho thấy rằng con nào nhiều chân hơn thì tôi sẽ dùng con nhiều chân đấy, con có năng lượng mạnh hơn đấy. Và tôi chờ kết quả thế thôi. Tôi cho các bạn xem tôi đổ keo luôn. Tôi định tắt đi rồi đổ keo mà thôi. Đổ cái này hơi đầy, tôi đổ bớt sang bên này này. Keo tôi lấy hai bên chân, hôm nay tôi lấy bên chân này, ngày mai tôi lấy bên chân kia. Tôi làm ra cái con cóc bốn chân và con cóc ba chân. Tôi quen thực tế chứ tôi không chạy theo lý thuyết, tôi cũng chả truyền thuyết, nó chỉ là một cái phần thôi. Nếu mà con nào mạnh hơn thì lúc đấy tôi mới ngả theo cái thuyết của con đấy. Keo nó hơi đặc, nó chưa ngập được cái chân. Bên chân rồi, bên này thì đủ rồi. Ok, thế là ngập hết cái chân các bạn nhé. Tôi muốn tăng tốc quá trình đúc chân nên là đây, đúc xong một chân tôi cho các bạn xem luôn tôi làm thế nào. Bây giờ tôi nhúng nốt cái này vào khuôn để ra cái chân thì sáng mai tôi sẽ xong luôn hai cái chân chân cóc rồi. Chưa được. Làm này nó không đơn giản, bị sập một chân, lại sập một chân xuống nhưng không sao. Tôi cho các bạn xem thực tế là nó khó thế này, không đơn giản, không có chỗ để đổ. Chân bên này sắp tràn ra ngoài, tôi tính làm nó hơi mỏng, hơi nông cho nó thêm một ít tràn ra ngoài được. Đây, ngập được nốt cái chân bên này. Hôm nay chúng ta sẽ có cái clip hai. Thì tôi cho các bạn cận cảnh công nghệ đúc chân thủ công của cóc đấy. Đây nha, các bạn nhìn cận cảnh full không che luôn cho các bạn xem. Đây để cái này là đồ của tôi thật đang làm trên mặt bàn nha các bạn nha, không các bạn lại bảo đi lấy của người khác. Đây, thước thầy đây này. Đây. Ngày mai tôi sẽ làm clip cụ thể đo đạc
ngày mai là mới ra khuôn chân rồi các bạn. Hôm nay đầu tháng tôi rất vui, vẫn tiếp tục trong một ngày thì tôi hoàn thiện xong hai cái mẫu chân cóc gọi này. Mẫu chân cóc tôi hy hục từ sáng đến tối, bây giờ về cơ bản là hoàn thiện được đấy, tự nhiên tôi nhìn tôi vẫn còn sót một ít. Tôi hoàn thiện xong hai cái mẫu chân cóc và ngày mai thì tôi bắt đầu có thể làm ra thành sản phẩm hoàn thiện rồi. Đây là nó sót một ít các bạn, quên mất. Ok. Tôi xong hai cái mẫu chân thì rất vui, xong được hai mẫu chân này. Mẫu cóc thì tôi nghĩ là có khi ba chân hay bốn chân, tức là tôi đang dự đoán thôi, tại vì là cái tạo hình cóc của tôi đẹp hơn rất nhiều. Trước đây cóc trong dân gian là người ta chỉ dẫm lên thỏi vàng hoặc là ngậm thỏi vàng hoặc là đeo thỏi vàng ở trên lưng, thì mẫu cóc của tôi là đặc biệt hơn, là tôi cho dẫm lên đồng mai hoa thuần Việt này. Tôi ngửa mặt có chữ Việt lên, nó dẫm lên đồng mai hoa thuần Việt, xong bên dưới lại có một lô đồng xu của Đức Phật nữa, nên nó hơn rất nhiều. Và chính vì vậy tôi mang cái cà phê ngon nhất ra tôi thưởng thức. Đầu tháng mình làm được nhiều thứ hay mà lại xong lại có người lại còn gửi làm sinh cơ nữa các bạn. Tôi sẽ làm riêng clip về cái sản phẩm này sau, còn hôm nay tôi uống trước đã. Rất tuyệt vời. Viền tôi đang đổ keo nốt. Cái này rất tuyệt vời các bạn nhé, đúng cái sở thích, đúng cái gu của tôi là người ta rang medium, nó chỉ hơi nâu nâu thôi, nên là cái hương rất thơm và ngọt như cỏ ngọt mùa xuân, rất là thích, rất là tuyệt vời. Cái này giống kiểu chanh mật ngọt, gọi là có một chút hương của ổi đào, tôi không biết nốt cái này họ có ghi là nốt hương gì, hương của rượu vang này, cũng kẹo gì kẹo ngọt này, phải dịch thôi, để tôi sẽ làm một cái mô tả cụ thể sau các bạn. Hôm nay tôi thấy nó tuyệt vời quá nên là tôi pha thưởng thức trước vì mình một đầu tháng mà có, tất nhiên là lúc phát cho các bạn xem thì có thể là không phải mùng một. Nó chỉ là trong cái phần phiên bản đang làm đổ chân, đổ khuôn chân cho cấp. Tôi vẫn định rủ một cái bạn kia xuống vì hôm nay tôi ngồi được lâu hơn, bây giờ 7 giờ hơn, tại vì giờ giấc thì hơi khác nhau. Tôi thì toàn ngồi từ chiều đến 7 giờ thì đi về nhà, còn bạn ấy đi làm 5-6 giờ về nhà, thì hôm sau đấy thì tối bạn ấy mới đi cà phê cà pháo được, mình thì tối lại về nhà trông con đấy, nên giờ giấc không hẹn được. Nhưng mà cái này thì rất là tuyệt vời các bạn. Tôi làm cà phê để uống một nửa và một nửa mang về để tối ngồi đằng lịch. Rất là thơm, thơm dịu. Tối nay chưa chắc làm lịch được các bạn, mà
diệt virus xong thì có thể là về xem người ta báo là đã ổn virus mấy trang web chưa, thì có thể ngày mai mới đến công việc làm lịch.